Hai, sao này mình đen dữ ta? Không cẩn thận thế là bị quên mất mật khẩu game rồi. Giờ phải chơi Outbot này đây, chán thật chứ. Bạn bè cũng mất hết luôn, còn có vài người bạn từ trước. May là mình vẫn kết bạn với con bạn thân mình từ trước rồi. Tự dưng mày chơi Outbot vậy mày? Tao bị quên mật khẩu, giờ phải chơi Outbot đây. Đi mua ạc mà chơi đi, Outbot ai tình thương với mày nữa. Ai bảo thế chứ, ạc nào chẳng được. Cuối năm có tiền thưởng tao mua ạc mới. À mà ai kia, chẳng thấy giới thiệu gì chứ. Kia là bảo bạn trai tao, mày quên mật khẩu ạc game từ hôm qua đến giờ, nên tao có kịp giới thiệu với mày đâu. Bạn em bot thế, chơi này bị người ta khinh thường đó. Ơ kìa, mình bị bắt ạc game thôi. Cuối năm mình mua ạc game xịn xò lại. Thế thì cuối năm tao với mày chơi lại nhá. Bao giờ có ạc xịn thì chơi. Chứ ạc cùi chơi với mày ngại lắm, phải không anh? Đúng rồi đó, anh nhìn thôi là không muốn chơi cùng rồi. Ơ, game thôi mà, cần gì phải phân biệt như vậy chứ. Tao lại không, giờ giàu nghèo trên game quan trọng lắm. Thế hả, vậy thì thôi, tao chơi một mình cũng được. Ơ kìa, còn chưa nói xong câu luôn á. Kỳ cục ghê, bạn bè thế đấy. Thấy người ta bót cái là kích người ta ra luôn. Thôi thì tao đi chơi mình cũng được, tao ổn. Chơi gì bây giờ nhở? Ơ anh trai mình, sao tự dưng lại chơi Outbot vậy? Ác trai mua cho em đâu? Em nói ra thì anh hai có mắng em không? Cứ nói cho anh nghe xem nào, hay mày lại dạy trai, lại cho trai mất rồi. Anh hai nghĩ em là ai? Có bao giờ em có trai đâu mà dạy. Thế là bị sao? Nói anh nghe coi. Em bị quên mật khẩu, không vào được nữa. Rồi còn cái dạy nào hơn cái dạy này không? Thôi kệ đi, không sao, chơi Outbot cũng được mà. Giờ mày muốn có ác mới chơi không? Anh mua cho. Có chứ, anh mua cho em thật à? Nhưng mà mày phải giúp anh một chuyện cơ. Chuyện gì? Nói một câu. Gà vãi ra, thoát game đi bot. Chơi vui vui thôi mà, tại mình mày nói chuyện quá. Thôi được rồi, để tao cứu mày. Lần này đừng lóc lưỡi nhảy bot. Mình cảm ơn cậu nhá, cậu cứ yên tâm, có anh trai mình gánh. Ghê nha, chưa gì đã thấy trụm đầu rồi. Sao không được tuổi lắm phải không, kiếm người yêu đi em gái. Bot vậy kiếm người yêu nghe chừng hơi khó nha. Em trai chị độc thân này, em có muốn yêu không chị giới thiệu cho. 18 tuổi chưa có mối tình đâu. Ui, em trai chị ưu tú vậy, em sao dám yêu, em đang là con bot này. Cứ giúp xong chuyện đi, anh sẽ bộ ạc xịn xò cho mày. Em biết rồi, cũng gần xong rồi còn đâu. Còn xíu nữa thôi, dựa vào thực lực của anh. Sao nốc hết cả vậy, em con bó đã nành sao anh cũng vậy. Lỗi kỹ thuật, ván sau gỡ lại. Chơi vui thôi mà em không sao cả, thắng thua không quan trọng. Ván này anh sẽ không để em thua nữa đâu, yên tâm. Anh cứ mải mê chị mực, có bắn nổi đâu. Không mê ai, chỉ mê mực, ok không ta. Mới đầu tưởng Linh là bot, anh ở hóa ra Linh mất ác. Giờ nghe giọng cũng thấy cô tê phết, cho Việt anh làm quen nha. Ok Việt anh trai thấy gì chưa nhỏ? Bot thế cũng làm quen, Việt anh có suy nghĩ lại không nhỉ? Ờ kìa anh trai, anh làm anh trai của em hơi lâu rồi đó nha. Dạ, em thấy Linh cũng đáng yêu, nên em muốn làm quen. Nhưng mà chị đang tính giới thiệu em cho Linh. Ủa, tự dưng cảm thấy mình quý hóa thế nhỏ. Ui Linh ơi, bên này địch đông quá, bé ơi. Chị ơi, cẩn thận, rồi xong, nóc lên rồi, cho em cứu. Ui anh ơi, hai tên địch liền, qua đây thể hiện đi. Ơ, đây anh qua kiểu bé mực liền đây, bạn đi anh cover. Rồi xong đai luôn, bắn chắc gì nữa. Em thoát ra nhá, em đi cải cách trộm tiền mua ạc đây. Chứ em không muốn chơi ạc bot này nữa. Ờ, đang chơi mà sao lại thoát thế em? Chúng ta có việc xíu, hai anh chị cho em ra trước xíu nha. Không, Linh ở lại chơi với Việt anh đi. Mà xíu ra chấp nhận cái bạn với Việt anh nha. Linh bạn mất rồi, Linh ra chấp nhận cái bạn liền. Em xin phép anh chị, em ra trước nha. Ok, em ra trước đi. Làm tốt nha anh trai, xíu ra mời em hóng. Ok mày, anh mới biết rồi, cứ tin tưởng anh nhé. Rửa xong nóng bát rồi mà anh trai vẫn chưa xong trận. Không biết là có ổn không hay lại trượt mất rồi. Thôi thì cố gắng đứng đợi anh trai mình vậy. Ơ kìa, thiêng vãi. Nhắc tao tháo cái tao tháo thấy luôn. Cái gì mà tao tháo thấy luôn, nói lại tao coi. Có gì đâu, mà sao rồi anh, đã tán thành công chưa? Không thành công rồi. Hai. Ơ kìa, có chuyện gì à anh, nãy thấy bon lắm cơ mà. Mực có ra một điều kiện, nếu mà solo thắng thì mới đồng ý làm người yêu anh cơ. Vậy thì đơn giản quá còn gì, anh là âm trùng tuyệt chiến mà, sao phải sợ. Nhưng mà sao, anh nói đi, khó đến mức khó nói luôn à. Ừ, để anh mời Mực vô, Mực nói cho em nghe nhé. Dạ vâng, anh mời chị ấy vô đi. Em chào chị, rồi đó, nhưng mà sao, nói nốt đi anh Nam.
Nhưng mà em phải solo với thằng em trai chị thay cho chị với anh Nam. Nếu thắng thì chị sẽ đồng ý làm người yêu anh Nam, còn thua thì... Nghĩ là em phải solo với em trai chị, thắng thì chị mới làm người yêu anh em hả? Đúng rồi đó bé Linh, nó là thế đấy. Linh, cố gắng giúp anh đi, chưa biết làm sao bây giờ. Thôi được rồi, vậy bao giờ solo thế chị? Bây giờ luôn này. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Ok anh, vậy để em vô nhá. Cậu ra đi, chờ tôi tạo phòng tôi mời. Không đó, chả ra đó. Ơ kìa Quang, cứ mở mồm ra là chọc người khác, Linh đừng quan tâm nhá. Dạ, không có gì đâu chị, em bị thế quen rồi. Tội nghiệp quá cơ, gớm. Đúng là cái đồ đáng ghét. Đúng là cái đồ đáng ghét. Ủa, sao lại nói bắt chước tôi là sao? Tôi thích đó, còn làm gì được tôi. Ra tạo phòng đi, chốt 70. Chốt 80, game toàn boss. À đù, cái ghê thế nhờ, để xem boss bắn sao. Sò kia đã là của em chưa nhỏ? Thì của em rồi đó, thì đăng nhập vào lại rồi chơi ạc đó luôn đi. Em cảm ơn anh trai nha, may quá không phải chơi ạc bot nữa rồi. Anh mới phải cảm ơn em đó, may có em nên anh có bạn gái rồi. Hôm nào về dẫn đi ăn một bữa non đi nha. Ok anh luôn, mà chị Mực đâu? Gọi vào coi. Mực đang nói chuyện với Quang, chưa thấy ra.
Ồ, chị ấy xin bên em này, em cho vào nha. Em bán thắng rồi nha chị, giờ chị là bạn gái của anh em đó nha. Em là con gái mà bán đỉnh quá để thật sự. Chắc là em ăn may thôi đó chị. Vậy như lời hứa, em đồng ý làm người yêu anh rồi đó nha. Đã giờ thua thì phải chấp nhận chứ. Yêu em nhiều lắm nè, thôi anh chị ra chơi với nhau đây. Nhanh thật đó, đúng là người có tình yêu. Thôi thì mình lại phải chơi mình rồi, để sang lại anh mình mới cho mới được. Cuối cùng cũng có con ác xịn xò để chơi, cho bằng bạn bằng bè. Để mình đi đổi đồ khác, cho đúng với mình mọi khi. Chà chà, đẹp liền đẹp liền. Rồi rồi, đi bán nhau thôi. À mà quên, mình phải đi kiếm người yêu thôi. Anh em bạn bè ai cũng có người yêu hết cả rồi. Mình không thể độc thân như thế mãi được. Mình phải đi kiếm một anh người yêu, thật là đẹp trai mới được. Đi ghép ngẫu nhiên cho dễ kiếm vậy. Ơ, con Bơ nó mời mình chi vậy? Nay lại mời tao có việc gì vậy bạn? Nay hết bóp rồi, cho chơi chung đấy, chơi không? Mày làm ăn tao hơi lâu rồi đấy, khinh thường bót à? Thì giờ ai chẳng thề, hay bót là ném 15 cây số. Thế nên các bạn chơi với tôi vì gì? Lúc tôi bót thì không cho chơi cùng, hết bót rồi mới cho chơi cùng là sao? Thôi, đùa thế làm gì mà căng, vô trận đi. Mà mày chẳng kiếm người yêu đi, lớn đầu rồi, nhìn xem có ai như mày không? Tao biết rồi, tao khác đi kiếm, nhưng mà con dễ kiếm vậy đâu. Cười vào mặt, xấu thì chó nó yêu. Mình đâu có xấu, mình xinh gái phết mà. Anh có hàng anh bạn thân cũng đang độc thân, hay là tụi mình mai mối cho hai đứa nhỉ? Vui thôi, để mình tự kiếm. Không phải ngại, khỏi cần cảm ơn, thằng đó đẹp trai. Mời bạn anh vào đi anh, để xem như thế nào. Nó lại không mòn rồi, thôi xíu on anh mời, vô chơi game đã. Bơi, chụm đầu. Chả chụm đây, mà anh lại quên không tắt kép rồi. Nhớ mà con Linh nó kiếm được người yêu thì sao? Em yên tâm, anh sẽ phá bằng được, được chưa? Thì thầm cái gì đấy, tao nghe thấy rồi đấy. Đang chụm đầu chứ thì thầm gì đâu, mày không thấy à? Tao thấy rất rõ được chưa? Trời, nãy giờ mà chẳng thấy tên địch nào, chán ghê. Thôi ăn cơm chó tạm, rồi xíu hay đợt tính tiếp nhá. Bé yêu cứ chạy đi, anh ở xa bảo vệ em. Gớm, mình không thèm cơm chó đâu nha. Chẳng thèm bỏ xừ ra còn chối. Thèm thì làm được cái gì? Giờ cái tao thèm là địch, tao muốn được bắn nhau mà chẳng thấy tên nào. Đừng có muốn, tí nó ra nó bắn bay đâu mày. Chắc là không chịu được cảnh cơm chó của chúng tôi chứ vậy. Anh yêu ơi, chụm đầu. Linh ơi, lại xem hai đứa chụm đầu này, tuyệt. Chẳng lại đây, ai rảnh mà lại, đi kiếm địch đây. Vẫn chụm đầu à, dừng lại đi. Rồi xong, bên nó có địch hả? Mày đừng chạy lại đây, mày đai luôn đấy. Thì cùng ra thành chờ luôn, chưa biết sao. Cả chẳng, còn chưa có kêu nào luôn đó. Rồi xong luôn. Ghép trận kiểu gì mà toàn chẳng có người yêu, chán vãi. Mày bắn gà thế thì ai yêu nổi, đi kiếm thằng boss mày yêu. Thật, có boss yêu là may mắn lắm rồi. Thôi ra chơi game đi em. Chơi với con bạn em, tụi hết sao của anh rồi. Bắn bờ ruộng không gánh nổi. Vâng, thôi tao ra chơi riêng đây, bye. Ơ kìa, mình bắn gà vậy sao? Phải làm sao bây giờ? Hay là mình vào huấn luyện tập bắn cho lên tay xíu đã vậy? Chứ không ai dám yêu mình chứ. Có bạn boss này, đang còn giả boss thôi. Chứ bạn đó bắn hay mà, nãy bắn mình quài. Không biết là bạn đó có muốn kết bạn làm quen không nhở? Thôi kệ đi, đi bắn nhau tiếp vậy. Nắm chặt đôi bàn tay đừng rời xa nhau. Như vậy thì bao giờ mới bắn giỏi ở đây? Giờ mình bắn ổn hơn rồi đó, đi kiếm bạn trai tiếp thôi. Trai đẹp ơi, đợi em tới ngay đây. Chơi sinh tồn hay chơi tử chiến nhở? Ơ, tự dưng lại mời tiếp, tưởng chơi lẻ, không thèm chơi với mình. Gì đấy, là bảo gọi mày vô chơi vì có thằng bạn bảo này. Nghe tên quen quen à nha. Hoàn ra ngõ hẹp, tôi là em trai chị Mực, người yêu anh cô. Ồ, đó. Hóa ra là biết nhau rồi à, duyên phết nhỉ. Thế thì vô trận thôi, anh ơi vô đi. Khoan, tôi không chơi đâu. Ai cho anh nói theo tôi? Nhớ mồm nó giống nhau, chứ ai thèm nói theo cô. Không muốn nuôi co với anh ta luôn, không thể chơi nữa, đi chơi mình còn hơn. Mà chơi mình chán vãi, nãy giờ chơi như con tự kỷ á, đổi đồ xin vô chơi lại mới được. Bao lâu anh không nói.
rồi đấy, xin boy chơi cùng thôi. Sao nãy thoát ra, biết ngay là vào lại mà. Tao ra thay đồ. Bố bốn đồ đo luôn trời, vô trận nhá. Ok, vô trận đi, vô còn gánh Linh em ép. Giờ hát khánh lên với quan con cảm ơn chụm đầu đó. Ai thèm chụm đầu với cô ta, xấu tính xấu nết, anh ấy không thèm. Ai xấu tính xấu nết, có anh thì có ấy. Cô biết vì sao giờ này cô vẫn chưa có người yêu không? Vì cô xấu tính xấu nết quá đấy, biết chưa hả? Anh khác quá gì tôi, cũng chưa có người yêu đấy thôi, nói gì người khác. Do tôi chưa thích có thôi, chứ nếu thích thì tôi hai tay hai em rồi. Đau đầu quá hai đứa này, cãi nhau chỉ chuế vậy là sao? Biết người ta độc thân rồi, chụm đầu làm cái gì? Thì tụi tao hết vậy đó, làm gì được. Nhảy đây, nhảy vùng xanh này này. Tôi chẳng thích nhảy vùng xanh này, anh thích thì anh nhảy trước đi. Thì thôi, nhảy vùng nào cũng được, tôi chiều cô đấy. Anh ơi, bên này có địch này. Em cứ lại bắn đi, anh cover cho em. Anh ơi, bên này có địch nè, cứu em. Con kia, mày dám kiện tao đấy hả? Úi giời, bắn kiểu gì mà nóc sớm vậy, vừa vào trận chưa được một phút mà vẫn rớt như vậy nhở? Thôi thì cứu một lần thôi nha. Vãi cả cảm ơn, tha mạng. Không tha đấy làm sao. Cảm ơn, leo leo. Sợ quá, chắc là phải chạy cách xa 50m thôi. Ai giời, khăn lên nhí được người kìa em ơi. Ghê đấy, nãy chạy tôi không được kêu nào, chắc có quan nên thể hiện xíu. Tao vừa vô huấn luyện chân một xíu, nên là tay không bị run nữa thôi. Chứ ai thèm thể hiện với tên này. Tên này là tên nào? Người ta có tên đàng hoàng đấy. À, có cái mô tô, phải lượn quanh map thôi. Cho tôi đi với, Linh xấu xí ơi. Anh mơ đi, tự đi mà tìm xe khác mà đi. Này thì không cho tôi đi cùng này, cùng nhau chạy bộ nhá. Anh bị điên à, tự dưng bắn xe tôi. Anh trêu hơi bị quá đáng rồi đấy. Anh bị điên à, tự dưng bắn xe tôi, anh thích tôi rồi. Đúng, anh thích tôi rồi. Vô duyên nó vừa thôi nhá, đây không thích nhờn vậy đâu. Tự dưng chặn keo làm gì, tính thả tim chuyện đồ với nhau trong đó chứ. Tha gì đặt nhầm. Thôi, tôi tha cho anh lần này thôi nhá. Thử một lần bắn xe tôi nữa xem, tôi không tha cho anh đâu. Anh cứ chạy theo tôi làm gì? Tôi thích vậy đó, làm gì được tôi. Nhìn gì đây, thích giống tụi nó chứ gì. Thì ai chẳng muốn giống tụi nó, hạnh phúc biết bao, đi đâu cũng có nhau. Thì cô kiếm người yêu đi, rồi được như tụi nó liền. Tụi nó lại chuẩn bị phát cơm chó kìa, quá đáng ghê, tổn thương con mắt. Cô không vui phải không, để tôi ra phả đám thay cô nhá. Anh ta tính phả đám như thế nào trời, nhiều lúc thế anh ta cũng vui tính ghê. Chỉ là nhiều lúc anh ta hay trêu thôi, chứ có anh ta làm bạn thì tuyệt vời. Này thì chụm đầu này, chụm nữa đi. Trời, nhìn như thằng dở hơi vậy trời. Hơi bất bình thường nhưng mà dần dần mình cũng có thiện cảm với cậu ta rồi. Linh ơi, qua đây. Đây, tôi qua luôn, phá cùng với. Tao xin hai đứa mày đừng phá cùng tao mà. Tao xin hai đứa mày đừng phát cơm chó ở đây nữa. Người ta yêu nhau chụp đầu thả tim là chuyện bình thường. Tụi mày xem có ai như tụi mày không, phá vãi. Vui xíu chết ai, ai bảo cứ phát cơm chó, quang nhỏ. Đúng rồi đấy, muốn người ta không phá thì đừng phát cơm chó. Nhảy như thế này lại nhớ đến trước kia, mình đam mê nhảy lắm. Linh trước kia nó là một dancer đó, ghê lắm. Thế hả, sao giờ không nhảy múa nữa? Không có cơ hội được nhảy múa nữa, nên nghỉ rồi. Tiếc thật, con muốn nhảy múa không Linh? Còn chứ, nhưng mà hết cơ hội thật rồi, phải từ bỏ thôi. Quang đang làm gì đó? Quang đang nhòm nhòm vui thôi, xem có địch không. Linh làm gì đó? Giờ nhây hơn cả Quang rồi nha. Vui thế thôi, Quang chạy ra đi. Đứng trong này cho hết máu luôn. Chơi đi nha, tụi tao nghỉ trước. Anh yêu có chơi nữa không hay nghỉ luôn? Em ớp, anh cũng ớp luôn. Bye bye hai bạn nha, bye bye em yêu. Linh bảo Linh thích nhảy phải không? Quang đưa Linh vô một cái này vui lắm. Là cái gì đó, vui lắm hả? Linh được thỏa sức nhảy múa luôn, đi theo Quang nhá. Đủ, nhảy luôn trời, đẹp phết nhở. Là mình kìa, uầy sao hay vậy nhở? Lâu lắm rồi mới được ngắm nhảy nhót lại, thích quá đi thôi. Cảm ơn Quang nha, nhờ có Quang mà Linh lại cảm giác được thỏa sức đam mê một lần nữa. Tự dưng năm từ ghét mình chuyển qua thích Quang quá rồi, cậu ấy thật sự rất là tuyệt luôn. Linh cảm ơn Quang nha, vì đã giúp Linh có cảm giác cháy với đam mê một lần nữa. Không có gì nè, Linh thấy vui và hạnh phúc không? Đương nhiên là có rồi, rất vui và hạnh phúc luôn. Vậy là Quang vui rồi, vì niềm vui của Quang là thấy Linh hạnh phúc. Xém qua đi thôi, dù gì cũng cảm ơn Quang nha. Mà Linh này, Quang có điều muốn nói. Điều gì muốn nói vậy? Linh cũng có điều muốn nói. Vậy Linh nói trước đi, Quang nghe nè. Linh hơi khó nói, nhưng mà Linh thích Quang. Thôi Linh off đây, bye bye. Đừng off, Quang cũng thích Linh, vậy đó. Quang thích Linh ngay từ lần đầu thì Linh rồi, chỉ là Quang phủ nhận thôi. Thôi đi ngủ thôi, mai chơi tiếp nha. Ok Quang ngủ ngon nhá, yêu Quang. Yêu Linh.